Dạ vâng, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay trong chuyến hành trình đi khám phá của em đã thấy được một chùa của người dân tộc Khmer, đó là chùa Sóc Vồ thuộc Sóc Trăng á cả nhà. Và em thấy em đi ngang đây thì em thấy kiến trúc chùa ở đây rất là đẹp, nên em có thể vào tham quan và em sẽ có một video cho cả nhà xem những cái kiến trúc chùa ở đây đẹp như thế nào ha. Giờ em mời cả nhà cùng tiến vào trong với em để cùng tham quan ngôi chùa Sóc Vồ này nha. Nào đi thôi. Dạ vâng, em mời cả nhà cùng theo bước chân của em đi vào trong chùa Sóc Vồ này nha. Và xa xa các nhà có thể thấy đó là chính là ngôi chánh điện của chùa của người Khmer. Rất là đẹp luôn cả nhà. Em đi ngang đây thì em thấy phải nói là mức độ mà nghệ thuật làm ngôi chùa ở đây rất là đẹp luôn. Làm ngôi chánh điện rất là đẹp luôn. Phải nói là quả tiết này kia nhìn rất là đẹp. Giờ em mời cả nhà đi vào một tí xíu nha. Trước tiên là mình có thể thấy là những cái ngôi mà cái tháp. Em nghĩ mấy tháp này là có thể là thờ người ta đó cả nhà. Rất là nhiều xuất hiện ở đây. Đây, cả nhà có thể thấy. Đây là những cái ngôi tháp mà có thể thờ tự người ta đó cả nhà. Và phía đó là phía ngôi chánh điện của chùa. Rất là đẹp cả nhà. Không biết hướng này em đi là có đúng cái hướng mà vào trước cổng chánh điện không. Nhưng mà trước tiên thì em thấy một cái tháp rất là đẹp này. Cả nhà có thể thấy ha. Quả văn chi tiết nhìn rất là đẹp cả nhà. Phía này thì em không biết là mình có thể em đã vào đúng phía trước chưa nữa, nhưng mà em sẽ vào hướng này luôn nha. Có gì thì em sẽ cho cả nhà xem phía nào là phía trước chánh điện. Đây, một bức tượng khắc vẽ hình của Phật Thích Ca Mâu Ni rất là đẹp, đang hội tụ với các chư tiên. Đây, rất là đẹp cả nhà. Và đây, cả nhà có thể thấy rất đẹp không? Dạ vâng, trời không được sáng nhưng mà mình có thể thấy là những cái họa tiết của ngôi chánh điện nhìn rất là đẹp cả nhà. Những cái bức vẽ hình Phật Thích Ca rất là đẹp luôn. Đây cả nhà có thể thấy. Đây để em để có thể tiến lên để em có thể quay cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm cả nhà. Đây. Những bức vẽ và điêu khắc rất là tỉ mỉ luôn, rất là đẹp luôn á. Cả nhà có thể thấy. Tượng có hình Phật Thích Ca đang nằm, ngồi và đứng. Và đây cả nhà có thể thấy. Rất nhiều bức vẽ của Đức Phật Thích Ca luôn cả nhà. Lúc đi khách thực hay là đi nghỉ ngơi này kia, tất cả đều có thể điêu khắc trên những bức tượng này. Và cho ta thấy một cách rất là chân thật luôn. Quá đẹp cả nhà. Ngôi chùa rất to lớn và em nhìn những bức vẽ phải nói là đẹp, quá đẹp luôn. Người làm rất là trau chuốt cả nhà. Em dẫn đi một vòng luôn này. Đẹp quá cả nhà ơi. Phía trên là được vẽ cũng rất đẹp luôn. Nhưng mà đa phần ở đây thường là để cái chữ của người Khmer nên em không hiểu rõ lắm. Rất nhiều. Đẹp quá. Cái chùa Sóc Vơn này thì em thấy là nằm ở khá xa ở ngoài
không phải là quá xa nhưng cũng hơi xa thôi cả nhà, hơi xa hơn ở trung tâm tí xíu. Và đây là toàn diện, có thể thấy ui một chú bồ câu. Ồ, đây là toàn diện ở xung quanh của ngôi chùa. Và phía xa đó cả nhà có thể thấy là tượng Phật Thích Ca đang nằm luôn á cả nhà. Ồ, rất là đẹp cả nhà. Giờ mình sẽ đi một vòng giáp cái ngôi chánh điện này nha, quá đẹp cả nhà ơi. Em đi vào đây mang cũng hơi choáng ngợp. Thời tiết thì không được sáng nên em không quay được rõ và đẹp lắm. Thì mong cả nhà cũng thông cảm và bỏ qua cho em nha. Đây, đẹp quá, lối kiến trúc quá đẹp. Em đi tới đây là phải choáng ngợp luôn ấy. Đi đâu đâu cũng có tượng hình Phật. Một chút xíu nữa em sẽ quay những cái góc xa để cho cả nhà có thể thấy rõ hơn và độ chi tiết của những cái bức ảnh vẽ Phật Thích Ca trên ngôi chánh điện này nha. Làm chỗ điêu khắc rất là đẹp cả nhà. Quá đẹp. Ở phía xa em thấy có một cái con đường chạy ra ngoài đó kìa cả nhà. Đấy. Giờ mình sẽ đi tiếp nào. Và em sẽ mời cả nhà xem những cái cảnh quay ở góc xa để cho thấy vẽ hình những bức vẽ rõ hơn, chi tiết hơn của ngôi chùa nha. Thank you.
Dạ vâng, em đã mời cả nhà cùng tham quan xong ngôi chùa Sóc Vồ này rồi. Em chúc cả nhà có một buổi xem video thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và bye bye ạ.